Rồi. Đẹp. Trời ơi, phong lưu. Bên toàn thắng phá bóng trước các bạn ơi. Trời ơi, hai quả phát bóng liên tiếp. Ăn điểm cho vật liệu xây dựng toàn thắng các bạn ơi. Và bóng tốt của trường Nhâm Bùn. Đang ngáp ngáp cũng đi coi chịu. Đang buồn ngủ cũng ghé đi coi à. Không nói gì với khán giả của mình kia không? Cái vậy? Không mắc cỡ thôi cậu. Chạm bóng tốt của Quý. Các bạn chia sẻ cho mình các bạn ơi. Đẹp. Trời ơi. Trời ơi. Pha đường nghi của bên biên hài quá khét các bạn ơi. Rồi. Rồi, một pha nổ xăng của Quý MC các bạn ơi. Tay trái rất khét của Quý MC các bạn. Ôi anh Dương. Nè em anh Dương canh đi. Xe mà lấy à. Anh tí tổn thương luôn là không ai coi á. Từ lúc đầu chưa đăng thì tưởng không ai coi. Không biết sao. Anh đang định với tôi sẽ làm phản công cho tôi đó. Quý MC. Tốt của Quý MC quá. Cô đi được không sàn lưới và đáng tiếc Nguyên Sĩ hoài nào. Trường. Nãy giờ mình có like các bạn ơi. Quả bóng rất tốt của anh Đăng. Phạm chân rất tốt của Trường Nhâm Bùn. Đây trận đấu thứ hai của giải 44 Hà Tĩnh nha các bạn. Đây là vật liệu xây dựng toàn thắng. Và gọi y tốt.
từ miền Nam nha các bạn. Quý MC Trường Trảng Bom. Tài súng và đang bốn nha các bạn. Đây là lần thứ 5 các bạn ơi. Khó quá, tài trắng của Trường Nhận Bồn quá các bạn ơi. Các bóng ra ngoài của đang quả, của tay súng quả. Mười mười một. Đường Vũ Quang á. Các bạn gác một điểm cho team tài súng các bạn ơi. Ra ngoài 14-13. Các bạn xem like chia sẻ cho mình nha các bạn nha. Đập đập cái cây không? Em lên tìm đi support. Dạ, mê bóng chuyền. Mê bóng chuyền à? Dạ, YouTube. Mười bốn đều. Phát bóng rất tốt. 15-14 rồi các bạn ơi. Những điểm cuối rất quan trọng các bạn. Phát bóng ra ngoài 15 đều. Ở đây giải này đánh cách 2 điểm nha các bạn, chứ không có đụng nóc như trong miền Nam mình các bạn ơi. Bóng chạm tay trắng ra ngoài rồi các bạn ơi. Có được 46 đâu.
Đấy, đổ xăng. Vận động viên áo số 9 đánh rất tốt nha các bạn. Mười hai đội thi đấu nha các bạn. Cản bóng tốt của đội số 13. Và kết thúc luôn trận đấu nha các bạn. 18-16 nghiêng về vật liệu xây dựng toàn thắng các bạn ơi. 18-16 các bạn. Bên đội.